Lập bàn thờ nhưng đừng bám chấp, đó chỉ là hình thức thôi con. Tượng đế cha đâu ngồi trong đó, hãy đốt hương ta mới bay về. Các con cứ vô minh mê muội, lập bàn thờ rồi bái lạy ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca tu hành trong rừng sâu núi thẳm, làm gì có bàn thờ để lễ bay. Các con thời nay cứ lập bàn thờ rồi tụng kinh bái lạy ở bên ngoài, vì tình thương ta cho cảm ứng. Thấy ánh sáng hào quang nhiệm màu, để liếm ngộ Phật Pháp cao thâm. Nhưng con ơi, ta ở trong con, ta nào ăn những đồ cung kiêng. Các con cứ mê lầm bái lạy, tìm Phật bên ngoài sao thấy hả con. Các con nên nhớ, ta ở trong con, ta cũng ở bên ngoài khắp càn khôn vũ trụ. Những người đi bên con và ở gần bên con cũng là thượng đế, sao con không ngộ. Tượng Phật bằng gỗ hoặc đắp xi măng, làm sao bằng Phật sống ở quanh con. Con lạy tượng Phật nhưng chửi mắng mọi người, thì có ích gì còn giúp nghiệp vào thân. Con phải nhớ, ta ở trong con, ta cũng ở bên ngoài các con. Lập bàn thờ bên trong đón ta vào, ta sẽ dạy các con chân ni nhiệm màu. Các con ơi, tháng ngày đêm ngóng chờ, mong các con về với cha sum họp. Các con luân hồi quay đi nguồn cội, cha sum thế tiếp độ các con trở về. Bất cứ ở đâu các con hãy hướng về ta, để ta gia trì ban cho con ánh sáng, tẩy rửa đi nghiệp chướng vô minh, để con sáng suốt nhớ mình là ai. Yêu các con theo cách của ta, các con cứ mê lầm không nhận ra. Các con si mê bãi lạy bên ngoài, nên cứ tu muôn đời không cai ngộ. Các con ơi, hãy quay vào trong, ta ở bên trong các con. Lập bàn thờ bên trong các con, chứ đừng bám chấp hình tượng bê.